Vâng, hiện tại thì chiếc Toyota Camry này đã về tới thành phố Bảo Lộc rồi nha anh chị nha. Chiếc xe này thì anh chị nào muốn xem thì sáng ngày mai xem tại phường 1 thành phố Bảo Lộc nha. Bãi của em nằm ở chỗ trung tâm chợ hàng Dừa nha anh chị nha, chỗ chợ mới trung tâm thành phố Bảo Lộc nha anh chị nha. Anh chị nào thích xem thì cứ alo cho em số điện thoại đó là 0983029131 hoặc 0935500001 nha. Vâng, cảm ơn tất cả các anh chị và cô chú. Vâng, hiện tại thì bây giờ là tụi em đang có mặt tại chân đèo Bảo Lộc. Bây giờ là cũng gần 10 giờ rồi anh chị. Tụi em chiếc xe Toyota Camry bản số 61A09325 này tụi em mới lấy từ bên Bình Dương về. Và hiện tại bây giờ tụi em đang có mặt tại chân đèo. Tụi em nghỉ lại một chút xíu để kiểm tra lớp và nước, két xăng, dầu thắng. Và bây giờ tụi em tiếp tục lên cuộc hành trình lên đèo. Và bây giờ em sẽ review chiếc xe Toyota Camry với giá thành 35 triệu này cho anh chị cùng tham khảo xe này nó lên đèo Bảo Lộc như thế nào nhé. Vâng, let's go, mời tất cả các anh chị em theo em. Bánh và ok, nước thì cho xong rồi. Bắt đầu tụi em leo đèo. Xe này giờ em leo đèo là em bật máy lạnh luôn nha anh chị nha. Em để máy lạnh em bật luôn nha. Trước khi leo đèo thì anh chị cứ kiểm tra nước két
xe râu mà cứ bò bò như vậy bám đít là chạy rất là lâu anh chị. Nhưng vì sự an toàn thì mình cảm thấy thông thoáng thì mình nên vượt, còn không có thì mình cứ tuân thủ nha anh chị nha. Chết một đấy này cái lửa hút cuồng mà còn sao trời. Đó chứ cũng đúc vô lại đâu ấy. Nó xe đổ xuống rất là nhiều. Đá đèn xin thằng xe râu cho nó lên xem bà dò. Trời nó lủi xuống nhiều. Thắng bò kìa con ta. Xe này mới lạnh dữ vậy. Xe này cái máy lạnh lắm. Đang bật máy lạnh chạy luôn rồi. Xong ha.
chính tại 42 Ngô Thị Nhậm, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, chuyên mua bán, trao đổi, ký gửi ô tô, nhà đất, nhận rút nhập giấy tờ xe, nhà đất, đăng kiểm xe ô tô. Với phương châm bán sự yên tâm, mua sự hài lòng, chúng tôi cam kết tư vấn trung thực, chế độ bảo hành tốt, giấy tờ pháp lý rõ ràng, đảm bảo đem đến cho quý khách sự hài lòng tuyệt đối. Hotline 0935500001, 0983029131, 0918614642. Ô tô Duy Anh Mobile, dịch vụ tận tâm, nâng tầm thương hiệu. À, chỗ này là cái khu vực mà hồi trước tụi em hay đi, tụi em hay dừng để tụi em rửa xe đó anh chị. Em nghĩ á, nhưng nãy có chỉ đèo là xe em cảm thấy là ok là em đạp luôn. Đó là anh chị hay dừng lại để chăm nước. Dính lại rồi kìa, dính lại rồi.
vô trong rồi. Lọc này nóng ghê thật. Hôm lên nó đèo mát giờ lên nóng. Quá trời, này tèm cua ngắn không mà dám vượt. Cua ly hơi gục vào. Không có anh nằm đường rồi. Bấm chuông để ủng hộ bên kênh ô tô dân mobile nhé. Vâng, chúc cho